thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ về nhịp đập thị trường của tuần 14 tháng 4. Số nhịp đập thị trường thứ 217 của tôi. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ về những cái chủ đề, đó là cái câu chuyện thị trường đi sideways, thách thức và cơ hội như thế nào. Trước tiên thì các bạn là những khán giả mới kênh Thái Phạm, các bạn hãy dừng cái video khoảng 30 giây đọc kỹ tuyên bố trên trách nhiệm của tôi ở đây nhé các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng điểm qua cái thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần vừa rồi. Thì điểm đầu tiên chúng ta cần lưu ý đấy là thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần vừa rồi đã điều chỉnh sau 5 tháng tăng liên tiếp. Đấy. Cái việc điều chỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ trong 5 tháng tăng liên tiếp đó là một cái điều hết sức là bình thường. Nhất là trong cái bối cảnh mà các anh chị nhìn thấy đấy là cái câu chuyện. Đây các bạn nhìn thấy ở đây. Thì thị trường chứng khoán Mỹ đây là chỉ số S&P 500. Các bạn thấy là thị trường đã tăng từ ngày 30 tháng 10 ở 4.141 điểm. Bây giờ thì thị trường sau khi lên đặt đỉnh ở 5.257 điểm thì chúng ta thấy rằng thị trường đã có những cái bước điều chỉnh đầu tiên. Và có lẽ là thị trường sẽ bước vào cái giai đoạn đi sideways và có thể correction khoảng độ tầm 5-7%. Đấy là điều hết sức bình thường. Và đâu đó thì ở cái vùng khoảng 4.800-4.900 nó sẽ có thể tìm được cái điểm cân bằng. Bởi vì Dow Jones thì nó cũng có một cái chỉ báo phía trước đã đi trước S&P 500, cũng tăng từ ngày 30 tháng 10. Thì nó topping, tạo đỉnh ở cái vùng rất là cao này. Sau đó thì nó sẽ điều chỉnh đâu đó khoảng, tôi nghĩ là phải khoảng 36.000, thì cái đáy cũ ở đây khoảng 37.000 sẽ là phù hợp. Tức là về cơ bản thì các bạn thấy là cái sự điều chỉnh này là điều hết sức bình thường. Lý do tại sao điều chỉnh thì cái sự điều chỉnh này, tất nhiên Dow Jones điều chỉnh mạnh hơn, còn Nasdaq và S&P 500 thì nó tương đối là vẫn còn tiếp tục giữ trend. Nhưng cái trend này cũng khá là mong manh. Tôi nghĩ rằng là Nasdaq thì cũng đâu đó sẽ về khoảng 15.300, cũng là rất là đẹp. Như vậy, đấy là cái mà điều mà chúng ta nhìn thấy. Nhưng mà lý do điều chỉnh ấy, thì có lẽ là mình nhìn ở trên cái bình diện hiện tại là các nhà đầu tư trước đây thì rất là kỳ vọng vào cái việc là Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 6 năm 2024. Nhưng mà bây giờ chỉ còn khoảng tầm 2 tháng nữa thôi. Cái dấu hiệu về việc hạ lãi suất này nó không còn quá mạnh nữa. Thì lên vì cái kỳ vọng, thì đến khi kỳ vọng không có đạt được thì nó sẽ có rớt và điều chỉnh. Đấy là điều hết sức bình thường. Và 5 tháng tăng, sau đó thị trường sẽ điều chỉnh và đi sideways trong khoảng độ tầm 3 tháng. Trước khi kỳ vọng tiếp tục Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2024. Đấy là một điều mà theo tôi cũng là một trong những cái điều mà hợp lý của thị trường chứng khoán Mỹ. Không có cái gì scary và hoảng sợ ở đây cả. Và một điều chúng ta lưu ý đó là đô la index ấy cũng đã tăng lên 106 và vàng khả năng đã topping đạt đỉnh. Đấy. Thì đô la index chỉ số các bạn nhìn ở đây trên đồ thị thì các bạn thấy rằng đô la index đã lên vùng là 106 và từ đầu năm đến giờ thì đồng đô la đã mất vào khoảng 4,5%, 4,4%, 4,5% gì đấy. Và đối với lại đồng đô la thì các bạn nên lưu ý, các bạn có thể xem lại cái video của Thái Phạm về cái rủi ro tỷ giá đang bị thổi phồng một cách vô lý, thì tôi có chia sẻ rất là chi tiết về cái bảng cân đối kế toán của Fed. Cái việc mà đô la index nó là cái một cái rổ, tức là một chỉ số gồm 6 cái loại ngoại tệ khác nhau, thì trong đó có đô la, euro, yên Nhật, franc Thụy Sĩ thì và những cái đồng tiền chủ chốt của thế giới khác. Thì khi mà Fed dự trù là phải đến tháng 8, tháng 9 mới hạ lãi suất, trong khi các nước khác thì vẫn chưa có cái dấu hiệu, chỉ có Thụy Sĩ là hạ lãi suất sớm thôi, thì chưa có dấu hiệu hạ lãi suất thì nó tăng lên. Và cái điều này đều hết sức bình thường. Và trước mắt nó có một cái cản ở 107. Tôi tin rằng là ở cái vùng 107 này rất khó để đô la có thể vượt đỉnh. Và nếu mà chúng ta nhìn sang các cái đồng tiền khác thì chúng ta phải thấy rằng là cái câu chuyện ở đây ấy, tôi đã chia sẻ và chi tiết ở trong cái live stream mà các bạn có thể xem lại, là cái rủi ro tỷ giá bị thổi phồng ấy. Thì các bạn nên lưu ý một điều, đấy là chúng ta thấy là đô la index mất khoảng 4,5%, nhưng mà
tiền Việt Nam đồng của chúng ta mất giá nó vào khoảng có 3,55, nó khoảng dưới 4%. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta mất giá thấp hơn sự tăng giá của đồng đô la. Và việc mà Việt Nam đồng mất giá đó là một cái điều khách quan. Và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam SPV đang làm rất tốt cái công việc của mình thông qua các nghiệp vụ trên thị trường mở các bạn nhé. Đấy. Thì tại cái ngày 13 tháng 4 là cái ngày thứ 7 hôm qua thì tôi thống kê được ở đây là SPV đã hút dòng trên thị trường 120.000 tỷ. Sau 4 phiên đáo hạn T-bill thì đã trả lại khoảng 40.000 tỷ rồi. Đúng không? 5 phiên đáo hạn T-bill thì đã trả lại là khoảng 40.000 tỷ rồi. Cái chính là các bạn nhìn vào trong những cái phần mà ở đây hút dòng này. Thì năm ngoái cái thời điểm tháng 10 là Ngân hàng Nhà nước hút dòng tới tháng 9 tháng 10 hút dòng tới 250.000 tỷ thì bây giờ chỉ hút dòng khoảng cao điểm 165.000 tỷ thôi. Thế còn thời gian vừa rồi thì đã trả lại thị trường khoảng 40.000 tỷ rồi đấy. Nhưng mà cái điều mà tôi thấy là chúng ta làm rất tốt, đặc biệt là SPV có rất nhiều kinh nghiệm trong quá khứ từ năm 22 cho đến năm 23 thì đã phối hợp với các cơ quan chức năng khác siết chặt cái buôn lậu vàng qua biên giới. Đặc biệt vừa rồi có cái vụ mà 6.000 ký vàng bên buôn lậu ở qua cửa khẩu Campuchia đã bị phanh phui đấy. Nó đã khiến cho cái tỷ giá đô la chợ đen nó trở nên bình ổn hơn khi mà cái công chuyện buôn vàng qua biên giới nhập, tức là huy động đô la chợ đen để gom vàng ấy, nó đã bớt đi. Cái thời điểm tôi bắt đầu cập nhật cho các bạn về mặt tỷ giá thì các bạn nhớ là lúc đó đô la chợ đen cao điểm nhất có lên 25.680, nhưng mà các bạn thấy bây giờ cái đồng đô la chợ đen hiện nay thì chỉ còn 25.530. Ở tỷ giá Vietcombank tại ngày 13 tháng 4 thì nó đô nó khoảng 25.170, 25.180 thôi. Đấy, thì cái việc này là cơ quan quản lý, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước đã làm rất là tốt. Do đó khi mà nói về cái sự mất giá của đồng Việt Nam thì chúng ta thấy là so với lại đồng Thái Bạt, so với đồng Korea, Hàn Quốc, so đồng Nhật Bản, so đồng Taiwan, đài tệ thì chúng ta đã thực sự là có một cái sự ổn định hơn rất nhiều. Và khi mà nói về sự ổn định này thì nó sẽ tốt cho cái việc phục hồi của các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản rồi xây dựng vân vân. Và những cái doanh nghiệp mà theo tôi cũng có lẽ là chịu ảnh hưởng đó là cái lĩnh vực liên quan nhập khẩu các cái máy móc, thiết bị rồi nguyên phụ liệu cho sản xuất kinh doanh. Những cái việc ảnh hưởng này thì có ảnh hưởng, bởi vì mất giá khoảng 3,55% là sẽ bị cái chi phí nó tăng lên. Nhưng mà nếu mà các anh chị nhìn sang Thái Lan, đồng Bạc Thái, đây thì các anh chị nhìn sang đồng Bạc Thái thì các anh chị sẽ thấy là chúng ta còn rất là nhiều may mắn. Đấy. Nếu mà so Thái Bạt thì Thái Bạt còn mất giá khủng khiếp hơn rất là nhiều. Đấy, các bạn bảo tôi là không nên so sánh giữa quốc gia này quốc gia khác, chứ vậy không so sánh thì so sánh với cái gì? Đúng không? Mất giá 7% thì chúng ta mất giá chỉ bằng một nửa Thái Bạt thôi. Nếu mà so sánh USD với lại đồng Korea, Hàn Quốc thì chúng ta thậm chí là chúng ta còn có cái mức mất giá nó quá ít, cũng 7% này. Yên đi, USD và Yên Nhật đi thì nó còn lên đến mức đỉnh cao lịch sử ấy. Yên Nhật còn mất đến 9% kể từ đầu năm. Như vậy chúng ta điều hành quá tốt chứ còn gì nữa. Không. Chúng ta xem là đồng đài tệ thì nó cũng vậy thôi. Đấy, cơ bản là chúng ta có một sự mất giá gọi là tôi nghĩ là nó hợp lý và chấp nhận được đối với lại nền kinh tế Việt Nam. Và do chúng ta như đã chia sẻ với các bạn trong cái live stream và rủi ro tỷ giá này, có nghĩa là chúng ta có một cái nền tảng về kim ngạch xuất khẩu tương đối là tốt. Chúng ta xuất siêu và cộng với lại cái câu chuyện là chúng ta có thể có xuất siêu được cả những cái vấn đề về nông nghiệp, rồi cái lĩnh vực nông nghiệp thực sự là một cái trụ đỡ rất là tốt cho nền kinh tế của Việt Nam mình trong bối cảnh thị trường gặp khó khăn, thì đã khiến cho cái phần mà tỷ giá nó không phải là quá quá nóng mà nó khá là, tôi gọi là công bằng. Khi đô la mất tăng giá bao nhiêu thì chúng ta mất giá khoảng bấy nhiêu, như thế là fair và khách quan. Và SPV thông qua các cái nghiệp vụ về nghiệp vụ thị trường mở đó, các anh chị nhìn thấy, rồi phối hợp với các cơ quan chức năng khác để siết vàng lậu và siết các hoạt động mua bán USDT trên qua Binance đã thực sự giúp cho cái sự ổn định về tỷ giá hối đoái trên thị trường. Đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy. Còn tiến tới, moving forward,
trong thời gian tới thì các anh chị nói rằng là đô la nó sẽ như thế nào? Thì xin thưa với các anh chị là đồng đô la đó, nó với cái việc là Fed khó hạ lãi suất trong tháng 6 thì cái việc đồng đô la nó sẽ tiến tới cái vùng kháng cự 107 và sau đó đi sideways trong cái vùng cao trong khoảng một thời gian đến khoảng, tôi nghĩ là đến cuối tháng 7 và khoảng đầu tháng 8, khi mà có những cái tín hiệu vào tháng 9 hoặc là tháng 8 Fed hạ lãi suất thì đồng đô la nó sẽ có sự điều chỉnh. Đồng đô la có sự điều chỉnh. Đấy là cái điều mà tôi muốn cập nhật với các bạn. Thế còn một cái điểm nữa đối với thị trường tài chính thế giới, các bạn cũng lưu ý đó là vàng khả năng đã topping đặt đỉnh rồi nhé các anh chị nhé. Thì tại sao tôi lại nói vàng topping đặt đỉnh? Bởi vì nếu các anh chị nhìn vào trong cái biểu đồ của giá vàng trên phần mềm Kung Fu Stock Pro thì các anh chị nhìn thấy có một cái cây phân phối rất lớn trong cái hôm phiên thứ 6 ngày 12 tháng 4. Và cái sự biến động sau một cái phiên đáo hạn vàng đó, thì các hợp đồng tương lai vàng mở điểm rất là hùng hùng hổ hổ, tăng lên 2430 điểm, 30 giá. Và chỉ sau một đêm, vàng mất đến 100 đô một lượng, một ounce. Như vậy thì từ 2434 đô nó đã hạ xuống còn là khoảng 2344 đô la một ounce. Và nhìn vào trong các câu chuyện như hiện nay thì chúng ta có thể nói rằng là vàng chính thức đã có khả năng rất cao, xác suất đến 80% là topping đạt đỉnh ngắn hạn và trung hạn. Đấy, topping đạt đỉnh ngắn hạn và trung hạn. Và những cái câu chuyện mà thị trường vàng đang kể và tất cả mọi người đang kể đấy là những cái câu chuyện liên quan chiến sự Trung Đông, thì theo tôi là nó sẽ bước sang cái giai đoạn mà cô dâu 8 tuổi. Tại sao tôi lại nói là cái giai đoạn này đó là giai đoạn mà cô dâu 8 tuổi? Bởi vì cái tâm lý của con người ấy, nó cũng rất là hay. Khi mà nhìn vào trong những cái chuyện, ví dụ như lúc đầu ấy, thì bao giờ con người cũng có bản tính là tò mò mà. Khi mà tình hình chiến sự, tôi nói ví dụ như là Nga-Ukraine mới nổ ra, thì các anh chị sẽ thấy rằng là gần như ấy, là ai cũng quan tâm đến chuyện là ngày hôm nay, các bạn có nhớ là cái thời điểm vào năm 2022 không? Đấy. Cái thời điểm đó là lúc mà Nga bắt đầu tấn Ukraine vào đúng ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Thế thì sau đó khoảng 3 tháng, tôi nghĩ là khoảng 3 tháng, 2 tháng gì đấy, mọi cập nhật của chiến sự Ukraine nóng từng ngày, phóng viên chiến trường đến xem Nga thắng được bao nhiêu tỉnh, mốt thì Ukraine giành lại được bao nhiêu tỉnh, rồi thế này thế kia. Tức là Ukraine giành chỗ này, Tổng thống Zelensky phát biểu cái kia, rồi Tổng thống Putin phát biểu thế này thế nọ. Nhưng mà dần dần thì các anh chị thấy rằng là cái hiệu ứng về cái chiến tranh nó sẽ giống như cái câu chuyện của cô dâu 8 tuổi. Bây giờ chẳng ai quan tâm. Bởi vì nó tập dài lê thê và mọi người còn biết là cái chuyện đấy là chuyện chắc chắn nó sẽ xảy ra. Thí dụ như là bây giờ mình mở trên báo Dân Trí đi, mình thấy ui giời quân sự rồi... Ukraine cần gấp phòng không để chặn đồn công của chiến sự trên kia. Thì tôi nói thật với các anh chị là với tư cách là một người công dân bình thường, chắc chắn là tôi phản đối chiến tranh và tôi không bao giờ yêu mến cái những quốc gia mà tham chiến, và những quốc gia mà yêu chuộng hòa bình thì luôn luôn là được quý mến. Nhưng mà mình với tư cách là một người đầu tư, mình đọc những cái này thì cái tác động của những cái này đối với lại thị trường tài chính ấy, thì nó chỉ có tác động vào cái thời điểm mà trong khoảng độ 3 tháng trước đó đổ lại. Thế còn sau đó thì xin thưa các bạn là nó chẳng còn cái gì để mà nói nữa. Tương tự như vậy thì chiến sự Israel-Hamas lúc đầu khi mà mới có xảy ra cái vụ này thì ai cũng quan tâm xem là ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu ông nói cái gì, rồi Iran nói cái gì, chiến binh Hamas nói cái gì, xong rồi đánh bom lẫn nhau ở các cái khu vực của đại sứ quán chỗ này chỗ kia. Nhưng mà tôi xin thưa với các anh chị rằng là cái đó nó là cái thức ăn của cái con vàng này. Nó đã đáng nhẽ là vàng nó sẽ điều chỉnh từ ngày 22 tháng 3 rồi. Thế nhưng vì cái câu chuyện của đánh nhau Trung Đông, nó topping, tức là tăng nước rút và cao trào luôn, làm cho tất cả những anh em sọt vàng cháy tài khoản hết. Rồi người dân thì đem tiền ra mua vàng như điên vào cái thời điểm giá vàng rất cao. Thế thì tôi xin thưa với các anh chị rằng là tất cả những câu chuyện ở Trung Đông đấy nó chẳng có cái gì nó gọi là mới mẻ cả. Và tôi tin rằng là trong ngắn hạn giá vàng đã đạt đỉnh ngắn hạn. Bởi vì
cái câu chuyện chiến sự Israel và Hamas này, nó là cái câu chuyện thời gian tới, nó sẽ tiến tới cái chuyện là cô dâu 8 tuổi cứ thùng bố thùng tin cũng chẳng ai quan tâm nữa. Vì lý do tại sao tôi lại nói là không quan tâm nữa, tại vì nếu mà mình hiểu được một điều, nếu các anh chị đã thực sự là một người theo dõi chiến sự trong suốt, như tôi là theo dõi những cái chiến sự và tình hình thời sự theo thói quen của bố tôi. Tôi theo dõi, năm nay tôi 42 tuổi, và tôi coi thời sự thường xuyên từ năm mà bố tôi nói tôi phải coi thời sự, và nhà tôi bắt đầu có tivi màu là năm 1997. Thì xin thưa các anh chị, đến thời điểm này đó là 27 năm tôi theo dõi tình hình thời sự, thì không có năm nào mà không có câu chuyện về Mỹ làm cái gì đó ở Trung Đông. Không có năm nào hoặc là trong một nhiệm kỳ tổng thống nào mà không có cái câu chuyện lúc thì cô S, chiến dịch con cáo sa mạc 92, lúc thì Saddam Hussein, lúc thì Taliban, lúc thì cái này cái kia. Nhưng mọi thứ thì đâu nó lại sẽ vào đấy. Và nói nhiều, nói miết thì nó cũng thành nhàm chán. Bởi vì chúng ta biết một sự thật. Sự thật đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là gì? Cái việc mà chiến sự ngoáy ra ở Trung Đông ấy, mâu thuẫn về tôn giáo nó không bao giờ chấm dứt, mà nó chỉ lắng xuống 1-2 năm rồi lại bùng phát. Đúng không? Cái thứ hai, tức là chúng ta phải coi Trung Đông luôn luôn có sự xảy ra chiến sự, đấy là điều hết sức bình thường, như cân đường hộp sữa. Không năm nay bị thì sang năm sẽ có. Đấy. Các bạn không tin, bạn cứ xem lại. Từ thời ông Saddam Hussein với Kuwait, sau Mỹ vào cái chiến dịch con cáo sa mạc, sau đó thì là nói là Iraq có vũ khí hóa học, vũ khí giết người hàng loạt, không, thực tế nó có không? Chẳng có. Đúng không? Rồi cấm vận Iran, rồi Israel với lại Ai Cập, Israel với Hamas, rồi những xung đột ở Trung Đông luôn luôn là vấn đề xảy ra bởi vì có vấn đề về tôn giáo. Và có màu sắc của tôn giáo, và thứ hai là xin thưa với các anh chị là luôn luôn có một cái lực lượng suối bảy đứng đằng sau, thuộc các cái nhóm tài phiệt để thúc đẩy giá cả hàng hóa, lúc thì giá dầu, lúc thì giá vàng, vân vân. Do đó thì những cái câu chuyện mà các anh chị nghe được ở trong cái chiến sự này này, nó sẽ là cái câu chuyện tốn những cái bybit dung lượng bộ nhớ, và nó thật chẳng ai quan tâm nữa. Xin thưa các bạn, không ai quan tâm ở đây không phải là tôi nói là mình vô cảm trước chiến tranh, mà là bởi vì đối với lại người đầu tư tài chính thì nói miết nó thành nhảm, nó chẳng có ý nghĩa gì. Và quan trọng nhất tôi nhìn nhận đó là những cái gì nó đã nói ở trên đồ thị, nó đã nói hết. Do đó thì tôi mới chia sẻ là những anh chị mà đi mua vàng, chạy đi mua vàng nhẫn tròn trơn Hưng Thịnh Vượng ấy, ngay là nguyên liệu ấy, thì có lẽ các anh chị càng tăng càng mua, thì tôi nghĩ là ở đâu đó tôi tin rằng đã có một cái sự FOMO, và có lẽ là FOMO thì bao giờ cũng sẽ là mua giá cao nhất. Có anh chị bảo là rồi nó sẽ tăng lên 3.000, tôi nghĩ rồi cũng sẽ có 3.000, nhưng khi nào thì chẳng biết được. Mà bao giờ cũng vậy, bởi vì nếu chúng ta nhìn lại lịch sử của giá vàng ấy, thì cái thời điểm mà năm tôi mới biết đến giá vàng là cái năm mà tôi làm cái nhịp cầu đầu tư Investor Day, Super Investor Day cho tiến sĩ Alan Phan vào năm 2012, thì tại nhà thi đấu Nguyễn Du, lúc đấy sau khi thị trường vàng đạt đỉnh ngắn hạn và dài hạn vào tháng 9 năm 2011, thì lúc đó mọi người, đây là đồ thị tuần, lúc đó thì thị trường điều chỉnh về 1.500, và mọi người mua buy gọi là the dip, mọi người ăn được một tí lên 1.700, và lúc đó trong cái hội trường của cái ngày Super Investor Day đấy tràn ngập vào tháng 2 năm 2012. Tôi nhớ tràn ngập những cái sự dự báo của các cái tiến sĩ, các cái chuyên gia kinh tế và các nhà đầu tư cỡ lớn nói rằng vàng sẽ lên tới 3.000 đô la một ounce, vân vân. Nhưng xin thưa thì những cái gì hồi đấy thì mình ngu dại, có biết cái gì đâu về đồ thị, có biết cái gì đâu về thông tin con mắt biểu đồ. Nên mình nhìn thì nếu mà bây giờ thì mình sẽ không tin vào những lời nói đó, nhưng thời đấy mình tin sái cổ, và rất nhiều người đã mua vàng thời điểm đó với cái giá khoảng tầm, tôi nhớ là nó lên tới 56 triệu đồng hay là 49 triệu đồng một lượng đi. Sau đó nó giảm về còn 31-32 triệu đồng một lượng.
Thế mọi người mới bảo là rồi nó sẽ lên, đúng, nó sẽ lên, nhưng mà các bạn thấy là để nó vượt đỉnh thì nó cần 13 năm. Rồi nó về luôn này. Đấy, nó về 1.000 đô. Thì rất nhiều nhà kinh tế dự báo lên lên từ mức này lên 3.000 đô thì về còn 1.000 đô, đúng không? Sau đó thì bây giờ nó mới tăng. Nhưng mà nhìn vào cái xin thưa đây là cái cây nến tuần với cái khối lượng giao dịch khủng khiếp và cái quá trình topping và chạy nước rút, tôi nghĩ là giá vàng sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn. Và những người mua theo FOMO, và tôi đã làm video về cái vấn đề này rồi. Các anh chị có thể xem là cái video của tôi về vấn đề về giá vàng, tôi đã nói từ cách đây khoảng độ tầm đâu đó là hai tuần gì đấy. Mọi người thích đọc thích FOMO mà, đúng không? Thích FOMO thì để cho FOMO. Nhưng xin thưa, đây là một cái mình sẽ nhìn thấy là topping đạt đỉnh. Đấy. Giá dầu thì tôi tin rằng là những cái câu chuyện về siết chặt cung dầu này, rồi chiến sự chiến xiếc, rồi nó cũng thành cô dâu 8 tuổi thôi. Tôi nghĩ là vùng này thì giá dầu nó cũng sẽ khó có thể lên được nữa. Khó có thể lên cao nữa, bởi vì những cái câu chuyện chiến sự này, rồi Iran với Israel vân vân thì nó thổi cho vui. Tất nhiên chúng ta sẽ cứ căn cứ vào trên cái mẫu hình biểu đồ, nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong ngắn hạn thì thổi giá thì nó cũng có chừng mực, và ở một mức độ nào đó kỳ vọng mà thực tế thì nó lại không giống như kỳ vọng, nghĩa là nguồn cung dầu lửa có thể từ Mỹ và các nước đồng minh nó ra nhiều hơn thì giá dầu nó sẽ có những sự điều chỉnh nhất định, đi sideways, nó không phải là giảm, nó sẽ đi sideways, nó là cái điều rất là tốt, phải không nào? Đấy, tốt cho các nền kinh tế. Đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong cái tình hình tài chính của thế giới một chút, và thị trường vàng. Rồi mọi người có lo lắng là đô la lên, đô la index lên như vậy thì tỷ giá có lên hay không, thì thực ra thì và chứng khoán Mỹ chỉnh thì có ảnh hưởng gì không, theo tôi hết sức bình thường. Và nói thật là Việt Nam đang làm rất tốt, SPV đang làm rất tốt, và chúng ta thực sự là còn thấp hơn cả mức tăng điểm của đô la index như thế này, thì hãy dành một tràng pháo tay cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của họ trong việc sử dụng các cái công cụ thị trường mở để mà điều tiết. Còn cái câu chuyện Ngân hàng Nhà nước thì tôi nghĩ là theo ý kiến cá nhân của tôi, và tất nhiên đây là cái tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của tôi, nhưng ý kiến cá nhân của tôi thì tôi cho rằng là cũng không cần phải bán ngoại tệ để can thiệp tỷ giá, bởi vì cái việc mà mất giá của đồng Việt Nam đồng theo cái đà tăng của đô la đấy là điều hết sức bình thường, và các doanh nghiệp, mọi người thì cứ bị ảnh hưởng đến quyền lợi là kêu. Nhưng mà khi các anh chị kêu thì các anh chị phải nhìn sang thế giới. Đấy. Anh nhìn sang Thái Lan, anh nhìn sang Hàn Quốc, anh nhìn sang Đài Loan, anh nhìn đến Nhật Bản, nó mất giá bao nhiêu phần trăm? 7% đến 10, 9% như thế. Mà trong khi mình mất giá dưới 4%, anh chị vẫn kêu tôi chịu, cũng giải thích được. Ví dụ như nếu mà người ta mất 4% mà mình mất đến đến 10% thì lúc đấy mình kêu. Còn bây giờ nói anh chị kêu cần phải can thiệp, tôi chẳng thấy gì phải can thiệp cả. Thì thứ hai nữa là cái lãi suất điều hành thì theo tôi thì cũng sẽ không có cái chuyện là tăng lãi suất điều hành hỗ trợ tỷ giá đâu. Thì đây là một cái dự báo của ngân hàng HSBC, thì họ dự báo rằng là lãi suất điều hành của chúng ta vẫn giữ ở cái mức 4,5% xuyên suốt 2024-2025, và cái tăng trưởng tín dụng nó sẽ vẫn là khoảng 14,5% và năm nay và 14% cho năm sau. Đây là nghiên cứu của HSBC. Đấy. Và cái chuyện ngân hàng thương mại nhỏ tăng lãi suất huy động vì sao thì tôi đã chia sẻ với các anh chị rồi trong cái video live stream phía trước. Ngoài ra thì cái mức lãi suất 4,8 đến 5,2% thì nó quá rẻ đi. Cái điều này sẽ giúp cho các doanh nghiệp có cơ hội vay được cái nguồn lãi suất rẻ để mà tái phục hồi lại sản xuất kinh doanh. Đấy. Thế còn đối với lại việc thị trường chứng khoán, đặc biệt là chuyển động của các quỹ ETF nội và ngoại trong tuần vừa rồi thì như thế nào? Xin thưa các anh chị là tuần vừa rồi thì có rất cái may đó là những lời nguyện cầu mong muốn của tôi sau cái live stream video đấy thì của chủ nhật thì tôi thấy rằng là Fubon đã mua lại, may quá. Thì chỉ có một cái là cái anh sa anh Finlit ETF, cái này là gồm các cái cổ phiếu mà của do SSI Asset Management quản lý thì họ bị rút lên đến 500 tỷ trong tuần vừa rồi. Để cả năm vừa rồi, cả năm 2024 họ bị rút cả 1.000 tỷ. Trước đây họ quản lý 2.500 tỷ thì bây giờ họ quản lý còn có 1.500 tỷ. Và nếu với cái tốc độ rút như thế này thì nói chung là cái việc tác động của SSIAM và Finlit nó không còn lớn trên thị trường nữa.
1.500 tỷ so với lại cái đà hấp thụ thị trường và một cái quỹ thì nó quá nhỏ. Chúng ta chỉ quan tâm đến Diamond ETF và Fubon ETF thôi. Thì Fubon tuần vừa rồi rút hút dòng là 538 tỷ. Để riêng ngày thứ 6 thì bị bán dòng là 39 tỷ nhưng khá là nhỏ. Tuần vừa rồi cơ bản là mua. Còn Diamond ETF của Dragon Capital quản lý thì cũng của DC này. Đấy thì cũng đã có một tuần bơm dòng 33 tỷ. Riêng ngày thứ 6 thì bơm vào 34 tỷ. Tóm lại là như vậy. Cho nên chuyển động quỹ đầu tư ETF thì chúng ta thấy là tuần vừa rồi khá là tích cực. Hy vọng là cái đà mà những cái social listening tool thì vẫn cứ bày tỏ quan ngại là nếu câu chuyện cứ bị rút dòng như thế thì không ổn lắm, đúng không? Thôi thì bớt bán cho anh em khỏe để còn còn vui, đúng không? Thì khối ngoại hành xử như thế nào đối với nhà đầu tư của chúng ta thì xin thưa các bạn là về mặt khối ngoại đó, các anh chị có thể sử dụng các cái công cụ của Kumo Pro, các anh chị coi thì anh chị thấy là trong 20 phiên vừa rồi về khối ngoại chỉ họ bán dòng phiên ngày thứ 6, nhưng mà về cơ bản thì trong tuần vừa rồi thì họ bán dòng nhiều hơn mua dòng. Đấy. Nhưng mà cũng 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 cái cường độ bán dòng nó cũng đỡ đi. Đấy. Còn tự doanh thì chúng ta thấy tự doanh thì cũng hỗ trợ mua dòng trong 2 phiên cuối tuần, còn lại thì bán dòng 3 ngày đầu tuần để có đạn. Đấy, thế như thế. Và cái biểu đồ tiền của các nhà đầu tư cá nhân ấy thì cũng bắt đầu có thể là giải ngân và đặc biệt tốt vào phiên ngày thứ ba và phiên ngày thứ tư và thứ sáu đấy và thứ hai. Đấy là cái mà chúng ta có thể theo dõi được thông qua công cụ Kumo Pro, và chúng ta cần phải hành xử như thế nào cho nó phù hợp. Thì xin thưa với các anh chị là nếu mà để hành xử cho nó phù hợp ấy thì chúng ta lưu ý là cái những cái cơ hội và những cái thách thức tại thời điểm hiện tại. Cái thách thức hiện tại thì trong cái video vào ngày hôm thứ 6 thứ 5 tôi có livestream tôi nói chuyện với các anh chị, thì nhà đầu tư thì bây giờ vẫn có một bộ phận đang khá là họ họ skeptical, họ quan sát, họ có lo lắng về tỷ giá, họ lo lắng những tin đồn bắt bớ, họ đã chốt lời giá cao rồi chưa mua lại và họ chưa mua bán bởi vì họ đợi xu hướng vân vân. Đấy, thì đấy là những cái thách thức của thị trường, có nghĩa là trong một cái bối cảnh mà thị trường hiện tại có thể sẽ, tôi thì tôi vẫn nghiêng vào phương án đó là thị trường hiện tại nó sẽ dù nó tăng điểm trong cái phiên ngày hôm thứ sáu nhưng mà cái đà để nó tăng vượt đỉnh lên luôn thì nó khó. Nếu mà dùng tức là nó vẫn có thể tăng điểm nhưng mà ví dụ như những tác động tâm lý ở đâu đó và những cái thách thức có thể tới thì thị trường nó sẽ đi sideways, đi ngang sideways, và cái việc đi sideways như thế thì nó cũng là bình thường, bởi vì như đã chia sẻ với các bạn trong cái video trước đó về về sự kiện phát trực tiếp vào ngày thứ năm, các bạn có thể coi lại, thì các bạn cũng nhớ rằng là cái việc vượt đỉnh tháng 9 năm 2023 thì sau đó thì luôn luôn về mặt kỹ thuật là anh phải retest lại cái đỉnh cũ này thì nó mới bền vững, điều đó điều hết sức bình thường. Điều đó hết sức bình thường. Đấy là cái thách thức. Đấy, còn về mặt cơ hội thì tôi vẫn nhìn thấy đó là thị trường ấy mà. Nó là một cái chợ rất là sôi động với cái thanh khoản lên tới 14, 15 đến 24 nghìn tỷ một ngày. Và các bạn biết là thị trường chứng khoán giống như chợ truyền thống vậy. Đấy, cái thanh khoản là tổng sức mua của cả cái chợ đấy. Và trong chợ thì nó luôn luôn có những cái mặt hàng từ đồ quần áo, thời trang người lớn cho trẻ em, đồ chơi, tivi điện tử, hoa quả, thịt cá, trứng sữa, rau củ quả vân vân, hải sản, rồi những chỗ ăn uống. Thế thì nếu như mình chỉ sợ một cái lúc là cái thị trường nó bị cháy thôi, tức là cái chợ đấy bị cháy thì mới tanh bành thôi. Thế còn mà nếu trong trường hợp mà thị trường ấy, cái chợ cái thanh khoản nó có giảm chút xíu, nó trầm lắng chút xíu, nhưng mà không có nghĩa là cái ngành hàng ăn mặc nó giảm, thì tất cả những cái ngành hàng như là đồ đồ chơi trẻ em hay là tã lót cho trẻ em hay là những vấn đề như là giày dép các thứ ấy, nó giảm. Trong cái chợ sôi động thì luôn luôn có một cái món hàng đó nào đó nó sinh ra lợi nhuận, và một phiên mà thanh khoản của thị trường các anh chị cứ nhìn thấy nó vào khoảng tầm 20.000 15
15 cho đến 24.000 tỷ một phiên ấy, thì luôn luôn có một cái món hàng nào đó nó sẽ sinh lợi nhuận và nó thu hút cái sự quan tâm của nhà đầu tư. Đối với tôi thì tôi vẫn nghĩ là tuần tới cái nhóm ngành ngân hàng, ngành bất động sản và ngành chứng khoán, một vài cổ phiếu sẽ tiếp tục thu hút cái sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Đấy. Và đối với tôi thì với những cái thiết lập tốt trên đồ thị và những kết quả kinh doanh quý 1 thuận lợi của ngành ngân hàng, của một vài cổ phiếu ngành chứng khoán hay là bất động sản, nó vẫn sẽ thu hút cái sự chú ý của những nhà đầu tư và hướng dẫn họ vào mặt mua bán và thanh khoản. Đấy. Và các anh chị cũng lưu ý cho, vì có những cái thách thức như thế này nên là cần phải có những cái, chúng ta cần phải theo dõi rất là chặt chẽ cái biến động của khối ngoại và tránh xa những cái trụ nếu mà nước ngoài bán ròng rất là lớn, bởi vì kể cả kinh doanh có tốt nhưng mà nước ngoài bán ròng trụ mạnh thì vẫn không có thể tăng điểm được. Tôi nói ví dụ như là cổ phiếu của Vinamilk thế này, hy vọng là nó đã bị đè đến mức gọi là cùng cực rồi. Đấy, cùng cực rồi. Nhưng mà nước ngoài do bán ròng Vinamilk trong một thời gian rất dài. Cho nên là các anh chị thấy là cổ phiếu Vinamilk bị đẩy vào mức giá rất thấp. Hay thời gian trước đó là nước ngoài bán ròng Thế Giới Di Động thì các anh chị cũng thấy là nó bị đẩy về cái mức rất thấp như thế này. Hay Sapeco vẫn đang bị nước ngoài bán ròng. Đấy. Và vấn đề hạn chế về bia rượu cho nên nó cũng cứ như thế này. Rồi chúng ta có thể kể tới những cái cổ phiếu bị bán ròng thẳng tay. À, trước đó như là Vingroup rồi VHM vân vân thì nó cũng có những cái lúc mà bị bán ròng thì nó sẽ đi xuống. Đấy. Các bạn nhớ cái điều đó. Và cho nên là khi mà các anh chị giao dịch, đặc biệt trong cái bối cảnh hiện tại thị trường đi ngang, các anh chị cần phải theo dõi kỹ cái biến động của khối ngoại và chúng ta tránh những cái trụ bị bán ròng lớn ra. Chúng ta cẩn trọng quản trị rủi ro danh mục. Và như tôi đã nói thì các cơ hội đầu tư luôn luôn có, như là phục hồi sản xuất kinh doanh này, triển vọng sáng về kết quả kinh doanh, chia cổ tức hấp dẫn. Và các anh chị phải nhanh nhẹn, mạnh dạn, đừng có yêu quá cổ phiếu của mình. Đấy. Thì nếu mà chúng ta nhanh nhẹn mạnh dạn ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng cơ hội luôn 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 tuôn chảy trong một cái chợ mà nó đã sôi động, thì cái món hàng này xuống giá thì sẽ có cái món hàng nào đó nó tăng giá, chẳng bao giờ chợ nó lại xuống giá đồng loạt cả, trừ khi có cái chuyện cháy chợ hoặc là cái chợ đấy nó bị abandon đúng không, bỏ, hay là cái chợ đấy nó có dính cái phốt gì đó thì nguy hiểm. Về mặt vĩ mô thì hiện nay tôi chưa thấy có những cái dấu hiệu như thế, cho nên tôi luôn luôn cho rằng là nếu mà cái chợ chung nó có thể giảm cái điểm hoặc là rung lắc hoặc là có những cái câu chuyện nó sẽ khiến cho mọi người tâm lý, thế nhưng mà đối với một cái thanh khoản như thế thì ngành hàng này giảm thì sẽ có ngành hàng nào đó, tôi cũng chưa biết ngành hàng nào, nhưng mà rõ ràng banh chứng bất động sản là những ngành sẽ thu hút sự quan tâm những nhà đầu tư đấy. Đấy thì tôi cũng mong muốn là các anh chị hãy tìm và sử dụng các cái công cụ để mà lọc ra những cái cổ phiếu thông qua, như chẳng hạn những cái bối cảnh, chúng tôi có thể sử dụng cái bộ lọc cổ phiếu của mình hoặc là sử dụng cái phần mềm về watchlist về từng ngành cổ phiếu để chúng tôi xem được những cái cổ phiếu nào sẽ, ngành nào sẽ thực sự là sẽ mang lại cái trạng thái mà chúng tôi có thể theo dõi, ví dụ ngành ngân hàng nó phục hồi không, rồi thép nó phục hồi không, thực phẩm phục hồi không, xây dựng như thế nào vân vân. Thì các anh chị có thể sử dụng công cụ để lọc ra những cái cổ phiếu mà các anh chị quan tâm và có thể theo dõi, hoặc là các anh chị có thể sử dụng nếu các anh chị muốn có sự hỗ trợ của Thái Phạm trong cái câu chuyện là lựa chọn những ngành mà giao dịch thì tốt, thì có thể là tham khảo ở trong cái hội viên YouTube Premium bằng cách nhấn vào nút tham gia kênh của tôi nhé. Đấy, đây là các icon và các cái điều kiện của hội viên đây. Và Thái Phạm cảm ơn các anh chị, hy vọng rằng là chúng ta luôn luôn có được một cái tâm thế nhẹ nhàng phù hợp với lại thị trường và hướng tới cái sự đầu tư bền vững, và giúp cho cái tài khoản của anh chị nó có thể có được lợi nhuận tốt, và chúng ta sẽ có những cái ngành nghề mà chúng ta tham gia thì nó sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều người và mang lại nhiều cái niềm vui cho bản thân. Và cảm ơn các anh chị. Hy vọng rằng là những cái điều mà chia sẻ Thái Phạm là hữu ích, và cái công cụ social media listening tool thì có nghe nghe lén thì cũng cũng bớt bớt bán đi xíu ha, cho index nó khỏe khỏe cho anh em nó vui ha. Rồi cảm ơn các anh chị rất nhiều. Trong tuần tới thì tôi có thể sẽ
chia sẻ với anh chị, thi thoảng sẽ chia sẻ với anh chị ở trong bối cảnh khác, và có thể sẽ không có cái phần mà minh họa như này nữa, nhưng mà sẽ luôn luôn mong muốn là phục vụ các anh chị một cách tốt nhất, và mong các anh chị có một tuần giao dịch thật là may mắn. Hẹn gặp lại.